Có nhiều bạn đặt đàn ở trên mạng về và nhiều shop họ không biết chơi đàn ấy thì họ chỉ bán đàn thôi. Thì là họ gửi nguyên si một cái cây đàn như thế này nhưng mà chưa được lắp đặt gì cả. Thì chính vì thế thì hôm nay mình xin chia sẻ cái video này để giúp đỡ cho các bạn mà mua đàn về mà không biết cách lắp như thế nào. Thì thực ra thì đối với mình thì các bạn mua ở đâu cũng được, không quan trọng. Miễn là các bạn là người đam mê đàn nhị thì mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức mà liên quan đến đàn nhị mà mình biết để cho các bạn cùng tốt lên, chúng ta cùng nhau được sống chung với cái niềm đam mê đàn nhị. Vâng, đấy thì khi mà chúng ta mua về nó sẽ như thế này. Nhưng mà đấy là các bạn mua ở shop khác, còn nếu mà mua ở shop mình thì mình lắp lắp luôn. Còn trường hợp đây mình đang nói là cái trường hợp mà các bạn mua ở bên khác thì nó sẽ chỉ như thế này thôi. Đây là một cái vĩ này. Đấy, cái vĩ nó sẽ nằm trong này nhá. Rồi, cứ từng cái bộ phận đã. Vĩ này. Rồi thì đến tiếp theo là được tặng những cái này, được tặng là dây đàn và cái rẻ lau này. Và cục nhựa thông này. Và chiếc ngựa đàn này và chiếc chống rẻ này. Đấy. Thì cái bao này. Đấy thì nó như thế này thôi, thì cái này không quan trọng. Bây giờ là chủ yếu là chúng ta đang không biết lắp cái đàn như thế nào, bởi vì là khi người ta gửi cho mình cái đàn về thì nó chỉ nguyên si như thế này thôi. Thì cũng được lắp sẵn cho cái dây lên đây là tốt lắm rồi. Đấy. Thì nhưng mà như thế này thì chúng ta cũng nếu mà người nào biết rồi thì ok. Nó đơn giản, nhưng mà người nào chưa biết gì về đàn nhị chỉ xem trên mạng thấy hay hay xong là hứng khởi lên đặt về và như này là không biết cách lắp như nào thì đó, thì đầu tiên các bạn sẽ lắp cho mình. Các bạn tìm trong túi hay bao của cái chiếc đàn nhị đó, các bạn tìm cho mình một cái chi tiết này rất là cực kỳ quan trọng này, đó là con ngựa đàn này. Đấy. Con ngựa này nó là được làm bằng gỗ hoặc bằng tre gì đó, nếu mà Việt Nam thì có thể bằng tre hoặc bằng gỗ, nó có hình thù như thế này. Hình thù nó nhỏ nhắn như này và trên trên cái đỉnh này của nó, trên cái đỉnh chóp này của nó thì nó có hai cái rãnh để hai cái dây sẽ được bắc vào đó. Thì việc đầu tiên các bạn làm là lắp cho mình cái con ngựa vào 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 cái chỗ này. Cái vị trí của nó, vị trí con ngựa mà nằm chính giữa của cái mặt đàn này nha. Cái này là chi tiết quan trọng, rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Đầu tiên, bắt đầu. Rồi, đấy. Cái việc này xong rồi thì chúng ta mới mới tiếp theo được cái bước tiếp theo này. Đầu tiên là lắp ngựa này. Sau đó chúng ta tìm xem có được tặng một cái tấm tấm vải như này không, một tấm vải như này, hoặc là nếu mà không có tấm vải này chúng ta tự cắt một cái tấm vải nó cái chất liệu như này được, chất liệu kiểu dạng nỉ nỉ như này hoặc nhung nỉ hoặc nhung như này, cắt nó tầm này đấy. Sau đó các bạn cuốn vào như cuốn cuốn nó như này này. Đấy, sau đó các bạn quấn nó như thế này. À, các bạn quấn nó cứ cứ tạo ra hình thù như thế này được, nó không nhất thiết là phải phải đúng kích cỡ chuẩn như thế nào đâu. Miễn là làm sao để các bạn đút được vào phía dưới. Các bạn phải đút đút cái này. Cái này cũng là bắt buộc đấy. Bởi vì là khi mà các bạn kéo mà không có cái này ấy, thì nó sẽ có vài nốt bị rè, kể cả đàn 10 triệu hay 15 triệu cũng đều như thế thôi. Tôi đã trải nghiệm rất nhiều các loại đàn đều bị như thế cả. Nên là cái đấy nó không có cái vấn đề gì cả. Đó là cái này là sinh ra là để chữa cái bệnh đó.
Đấy thì chúng ta lắp lắp trên này là sai nhá. Nếu mà lắp như này là sai này. Lắp như thế này là sai. No. Lắp như này mới là đúng này. Đấy các bạn nhồi nó vào dưới này này. Đấy. Các bạn cứ nhồi thế là được rồi. Cũng để nó cân cân là được thôi. Nó cái này nó cũng chi tiết phụ nhưng mà nó quan trọng nhưng mà nó cũng chỉ là phụ thôi. Nên là để như này là được. Đấy cứ để thế. Là cái đấy mình yêu cầu các bạn nhé. Rồi. Cái việc tiếp theo nữa là quan trọng. Việc này rất là quan trọng là có nghĩa là các bạn tháo cái vĩ này ra, trong này là có cái vĩ này, thì các bạn dùng cái nhựa thông, các bạn tìm trong hộp ấy, nó có một cái hộp như này, nó có một cái hộp như này này, đây nó gọi là nhựa thông này, thì cái tác dụng của cái cục nhựa thông này là để chúng ta sát vào hai mặt của dây vĩ này, chúng ta sát như này. Đấy, chúng ta cứ sát như thế này làm sao cho nó thật nhiều vào. Đây. Hai mặt nha. Đấy, thì các bạn cứ bôi thật nhiều vào. Bôi cho nó phải trắng hết cả cả vĩ ra như thế này. Nó bột nó phủ phủ bạc lên cái vĩ như thế này. Thì đó. Sau đó cái bước tiếp theo thì chúng ta các bạn chú ý này. Đây là một chiếc vĩ thì nó đây được gọi là đây gọi được gọi là đầu vĩ này. Đây gọi là đầu của vĩ này. Còn đây được gọi là đuôi của vĩ. Thì ở cái đuôi của vĩ này chúng ta sẽ có một cái con ốc. Có một cái con ốc này này. Nó có thể vặn hai chiều. Một một chiều là một chiều là vặn cho cái dây này nó căng lên. Chiều này là vặn cho nó căng lên và một chiều làm cho trùng ra. Và khi mà chúng ta muốn việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta phải lắp cái vĩ này vào cái đàn này thì chúng ta mới chơi được. Chứ chúng ta cầm như này nó chỉ kéo được 1 giây thôi chứ không kéo được 2 giây. Chính vì lẽ đó thì chúng ta cần phải là tháo tháo cái này ra. Thì chúng ta vặn 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 lỏng hết cỡ cái dây vĩ ra đó và chúng ta sẽ có cái chúng ta sẽ tháo ra như này. Nhưng mà chúng ta tháo ra như này nhá thì đừng đừng có để nó bị xoắn nhá, đừng đừng có để cái dây này nó bị xoắn xoắn như này là không được. Chúng ta phải khi tháo ra và chúng ta vẫn phải phải để nó phẳng, để cái dây này nó phẳng. Đó. Rồi chúng ta cầm cái chiếc đàn này lên và chúng ta luồn. Chúng ta cầm như thế này. Các bạn phải xem và bắt chước kỹ nhá. Chúng ta cầm như này, luồn từ trái qua phải. Luồn từ tay trái qua tay phải. Cái phần đen đen này này, cái phần đen dây vĩ này này. Cái phần chuôi của dây vĩ này, chúng ta sẽ đút qua 2 dây. Chúng ta sẽ đút qua 2 dây. Đây có dây trong và dây ngoài này, chúng ta sẽ đút qua 2 dây này. Luồn từ trái qua phải. Rồi. Sau đó khi chúng ta luồn được ra rồi, giống như kiểu xe chỉ luồn kim ấy, bắt đầu chúng ta sẽ cài cái này vào. Cài cái cán vĩ này vào. Đó. Nhưng mà thế để này thì nó cũng bị trùng quá, các bạn mới chơi thì sẽ rất là khó, thì chúng ta phải vặn căng nó lên. Bây giờ chúng ta vặn căng nó lên này. Các bạn mới chơi thì các bạn vặn cứ 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 căng lên, khi nào các bạn cảm thấy nó căng căng lên là được, nó căng như này là được. Đấy và sau đó thì các bạn cái bước khi mà chúng ta đã lắp được vĩ và kéo ra tiếng rồi thì các bạn lên dây thôi.
Vâng, mới đầu thì các bạn làm nó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Mình cũng bị như các bạn thôi, nhưng mà cố gắng xem đi xem lại clip để chúng ta đỡ bị vướng mắc một phần nào đó thì chúng ta lắp nó sẽ hoàn chỉnh hơn. Chúc các bạn theo đuổi niềm đam mê đàn nhị nó thành công. Xin chào các bạn và